Chuyện bạn ghi màu xanh là đây đây. Ok. Wow. Gần hơi tận hơi mà. Chiếc xe nên được bọc kính rất là cẩn thận nha. Chiếc xe nó xoáy nha các bạn. Ok. Có nhiệm vụ là làm mặt đường bằng phẳng hơn nha, không khó này. Ở thêm chi tiết là đẹp các bạn ơi, không sẽ luôn. Yeah. Hello. Wow. Tiếp theo đây là một chiếc xe buýt nhỏ xinh nha. Thành Airport Express nha. Là đẹp nha. Đây mà nha. Nhìn rất là xinh xắn luôn. Đây là phần cửa này. Này để cao kia cổng quá là mà thấy mới hình được cái cổng quá. Rồi ok, bye bye các bạn nha.